Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật chiến sự Nga-Ukraine trên kênh THVN. Sau đây là những thông tin mới nhất về tình hình xung đột tại Ukraine. Quân đội Ukraine lâm vào tình thế báo động, cần 1.000 quả tên lửa một tháng mới êm chuyện. Tình huống quen thuộc của các lữ đoàn Ukraine Khi tên lửa Nga bắt đầu rơi, một số quân Ukraine chạy nhanh đến chỗ ẩn nấp của một tầng hầm gần đó Andriy Pupunyak, một quân nhân Ukraine ở độ tuổi 40, cho biết có một người lính 48 tuổi đi rất chậm và có một hàng xếp sau phía Anh để chờ vào hầm. Andriy Pupunyak cho biết không có ai thiệt mạng, nhưng sự chậm chế này thực sự nguy hiểm. Những tình huống này đã trở nên quen thuộc. Tờ The tham của anh cho biết khi cuộc chiến ở Ukraine sắp kết thúc năm thứ hai, phần lớn lực lượng quân đội Ukraine là những người đàn ông trung niên. Dmitry Beklim, chỉ huy lữ đàn 32 của Ukraine cho biết tuổi trung bình trong tiểu đoàn của tôi là 45 ở tuổi đó thật khó để hoàn thành nhiệm vụ. Đối với một số người, ngay cả việc mang đạn dược và áo giáp đến các vị trí tiền tuyến cũng đã khó khăn rồi. Dmitry Berlin nói thêm. Năm 2021, độ tuổi thành viên tại ngũ trung bình của lực lượng vũ trang Mỹ là 28. Năm ngoái, độ tuổi trung bình của nhân viên lực lượng vũ trang vui Qua Anh là 31. Cũng theo tờ The Times, lứa quân nhân đầu tiên khi bắt đầu cuộc chiến năm 2022 chủ yếu là những người đàn ông ở độ tuổi 40 trở lên đã có gia đình. Nhiều kỳ vọng lữ đoàn của họ sẽ sớm được tăng cường bởi những tân binh trẻ hơn, nhưng ít ai tin rằng cuộc chiến sẽ kéo dài hoặc họ sẽ ở lại mặt trận gần 2 năm. Một số thừa nhận họ gần như kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi sắp suy sụp, một người lính 50 tuổi tham gia từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến, đang hồi phục sau vết thương do mảnh đạn ở Kharkov, thành phố ở phía đông bắc Ukraine cho biết. Roman Kostenko, một chỉ huy quân sự ở vùng Kherson cho biết, có một số người lính trẻ tuổi tình nguyện chiến đấu, nhưng điều này là chưa đủ. Có vấn đề trong việc tuyển dụng do các đơn vị tấn công như lính dù thủy quân lục chiến và lực lượng tác chiến đặc biệt vốn đòi hỏi sức bền và thể lực. Những đơn vị này cần phải có nhân lực trẻ hơn. Ông nói thêm. Cố vấn Tổng thống dễ dàng hơn nếu có 1.000 tên lửa mỗi tháng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vào tháng trước rằng quân đội đã yêu cầu tổng động viên thêm 500.000 binh sĩ, nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra. Các quan chức cho rằng động thái này là cần thiết không chỉ để tăng quân số, mà còn cho phép luân chuyển binh sĩ đã phục vụ tại mặt trận kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt về mặt thể chất, chắc chắn việc phục vụ trong quân đội sau 40 tuổi sẽ khó hơn. Andrei Roik, một kiến trúc sư 47 tuổi nhằm ngũ cách đây gần 2 năm cho biết. Nhưng cũng có một số lợi thế, ví dụ như là kinh nghiệm, cũng như là sự cẩn trọng, Andrei Roik nói. Mikhailo Polodiak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky cho biết sự phổ biến của những người lính lớn tuổi ở mặt trận có thể được giải thích là do những người cha muốn bảo vệ con trai, không phải cầm vũ khí. Ông nói thêm, sẽ dễ dàng hơn để thuyết phục người Ukraine ở mọi lứa tuổi ra mặt trận nếu họ chắc chắn rằng sẽ được hỗ trợ bởi các tên lửa mạnh mẽ của phương Tây, có khả năng hạ gục đáng kể lực lượng của Nga. Nhưng để làm được điều này, chúng tôi không cần 10 tên lửa mỗi tháng, mà là 1.000, cố vấn Tổng thống nói. Tờ Giữa Tham cũng tiết lộ, không phải tất cả những người chiến đấu ở độ tuổi 40 đều tự nguyện đăng ký. Các nhà chỉ trích cho rằng, một lực lượng nam giới lớn tuổi ở vùng nông thôn đã được gọi đi chiến đấu vì họ không có tiền hối lộ để thoát khỏi quân dịch. Tổng thống Zelensky đã cách chức một loạt các quan chức tuyển quân vào tháng 8 trong nỗ lực chấn áp tình trạng tham nhũng. Ukraine và Nga cáo buộc lẫn nhau về vụ tai nạn máy bay quân sự trở tù binh. Nga và Ukraine đã cáo buộc lẫn nhau về vụ tai nạn máy bay vận tải quân sự đang chở tù nhân chiến tranh Ukraine và bị lực lượng Kiev bắn hạ. Đây được coi là một giai đoạn căng thẳng khác trong cuộc chiến thông tin của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Mặc dù các nhà điều tra được cho là đã tìm thấy hộp đen ghi âm chuyến bay một ngày sau vụ tai nạn hôm 24 tháng 1. Nhưng có rất ít hy vọng rằng tình tiết sẽ được làm sáng tỏ trong một cuộc chiến mà cả hai bên thường sử dụng các cá buộc để gây ảnh hưởng đến quan điểm trong và ngoài nước. Máy bay IL-76 bị rơi khi bốc cháy như một quả cầu lửa khổng lồ ở khu vực nông thôn thuộc vùng Belgorod của Nga, giáp biên giới Ukraine. Tất cả 74 người trên máy bay, bao gồm 65 tù binh Ukraine, 6 thành viên phi hành đoàn và 3 quân nhân Nga đều không qua khỏi vụ rơi máy bay này đã gây ra một loạt khiếu nại và phản tố nhưng không bên nào đưa ra bằng chứng cho cáo buộc của mình hãng thông tấn ap không thể xác nhận độc lập những người có mặt trên máy bay hoặc máy bay bị bắn hạ như thế nào nga cáo buộc ukraine đã bắn hạ máy bay bằng hai tên lửa và cho biết các tù binh chiến tranh đang được chuyển tới địa điểm thực hiện cuộc trao đổi tù binh người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov mô tả đây là một hành động hoàn toàn quái dị của ukraine ủy ban điều tra nga cơ quan điều tra hàng đầu của nga đã mở cuộc điều tra hình sự hôm 25 tháng 1 với cáo buộc rằng vụ rơi máy bay này là một hành động khủng bố. Ukraine phản ứng bằng cách đưa ra nghi ngờ về việc có tù binh chiến tranh trên máy bay và đưa ra giả thuyết của riêng họ, bao gồm cả việc ám chỉ rằng chiếc máy bay có thể gây ra mối đe dọa. Không đề cập đến vụ tai nạn, Bộ Tham mưu quân đội Ukraine xác nhận, nước này sẽ nhắm mục tiêu vào bất kỳ máy bay vận tải quân sự nào của Nga được cho là mang tên lửa, đặc biệt là gần khu vực biên giới. Các quan chức Ukraine lưu ý rằng Moscow không yêu cầu đảm bảo an toàn cho bất kỳ không phận cụ thể nào trong một khoảng thời gian nhất định như những lần trao đổi tù binh trước đây. Mykola Omechuk, chỉ huy lực lượng không quân Ukraine, cáo buộc rằng việc tuyên truyền tràn lan của Nga đang hướng một luồng thông tin giả mạo tới quốc tế, cố gắng làm mất uy tín của Ukraine trong mắt cộng đồng toàn cầu. Các quan chức Ukraine xác nhận rằng một cuộc trao đổi tù nhân sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 1, nhưng nó đã bị hủy bỏ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này sẽ thúc đẩy một cuộc điều tra quốc tế. Tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Nga triệu tập vào cuối ngày 25 tháng 1, các nhà ngoại giao Nga và Ukraine đã đụng độ trực tiếp. Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cáo buộc Ukraine thực hiện một cuộc tấn công có chủ đích khiến công dân của mình không qua khỏi vì lợi ích địa chính trị của phương Tây. Ông nói rằng nếu cuộc điều tra sơ bộ xác nhận máy bay bị trúng tên lửa của Mỹ hoặc Đức, các nước phương Tây cung cấp khí tài sẽ trở thành những bên trực tiếp tham gia vào tội ác này. Ông Polyansky nhắc lại tuyên bố của Nga rằng Bộ Tổng thống Ukraine ban đầu đưa ra tuyên bố chúc mừng rằng máy bay bị bắn rơi có chú ý, nhưng sau đó đã cố gắng che đậy vụ việc khi họ nhận ra các tù nhân Ukraine có mặt trên máy bay. Ông ca ngợi chủ nghĩa anh hùng của các phi công Nga vào những giây phút cuối cùng đã nỗ lực điều khiển máy bay ra khỏi khu dân cư nên không có tổn thất trên mặt đất. Còn phó đại sứ Ukraine Kristina Gajovicin cho biết Ukraine đã hoàn thành nghĩa vụ của mình hôm 24 tháng 1 và chuyển tù nhân Nga một cách an toàn tới địa điểm đã thỏa thuận để trao đổi. Nga lẽ ra phải đảm bảo an toàn cho các tù nhân Ukraine. Bà Kristina Gajovicin xác nhận Ukraina không được thông báo về tuyến đường và phương tiện vận chuyển tù binh hoặc được yêu cầu đảm bảo an toàn không phận ở khu vực lân cận thành phố Belgorod trong một khoảng thời gian được chế định. Bà Gajovicin cho biết sau vụ tai nạn, các quan chức an ninh và quân sự Nga đã không cho phép nhân viên cấp cứu kiểm tra hiện trường theo quy trình và theo tình báo quân đội Ukraine, chỉ có 5 thi thể được gửi tới nhà xác địa phương ở Belgorod và không có hài cốt nào được nhìn thấy trên đoạn video quay tại địa điểm này. Việc phát hiện hai hộp đen của máy bay vận tải đã được hãng thông tới nhà nước Ria đưa tin hôm 25 tháng 1, thanh tra nhân quyền Ukraine, ông Dmitry Lubinets, đã yêu cầu các chuyên gia quốc tế được tiếp cận hiện trường vụ tai nạn và khẳng định Ukraine sẵn sàng cung cấp thông tin. Chúng tôi chắc chắn không có gì phải che giấu, ông nói với các phóng viên AP. Cô máy quân sự tăng nguồn sản xuất Nga dự kiến nhận 16,5 triệu vũ khí. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko cho biết, Lực lượng vũ trang nước này sẽ nhận được hơn 36.000 thiết bị quân sự và 16,5 triệu vũ khí trong năm nay. Quan chức trên cho biết thêm, con số này cao gấp nhiều lần so với hai năm trước. Quân đội Nga dự kiến sẽ được cung cấp hơn 36.000 thiết bị quân sự cơ bản, hơn 16,5 triệu vũ khí, hơn 1 triệu đơn vị vũ khí cầm tay và thiết bị bảo vệ áo giáp cá nhân và thiết bị liên lạc vào năm 2024, gấp nhiều lần so với năm 2022 và 2023. Hợp đồng cho những hạng mục này đã được ký kết và nguồn nhân sách cần thiết đã được phân bổ, ông Krivo nói. Ông lưu ý rằng quy trình sản xuất được kiểm soát cẩn thận. Bộ Quốc phòng Nga có quyền kiểm soát 24 trên 24 đối với tất cả các giai đoạn sản xuất để đảm bảo giao hàng kịp thời các thiết bị quân sự ưu tiên đến khu vực hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hệ thống giám sát video đã được lắp đặt tại các xưởng lắp ráp liên quan đến quá trình sản xuất. Điều này cho phép việc theo dõi 24 trên 7 với công việc đang thực hiện và số lượng nhân sự tham gia, ông giải thích theo sputnik lực lượng vũ trang nga đã nhận số lượng đáng kể vũ khí và thiết bị mới trong những năm gần đây như một phần của chương trình hiện đại hóa nhằm nâng cao năng lực quân sự của đất nước tuyên bố của thứ trưởng nga đến trong bối cảnh nato thừa nhận từng đánh giá thấp tiềm lực của nga cường quốc quân sự hàng đầu thế giới tổng tư lệnh quân đội estonia martin helrem một nước thành viên nato cho biết thông tin tình báo mới về khả năng của nga đã khiến liên minh quân sự phương tây phải tiến hành đánh giá lại về đối thủ ông cho biết Trái ngược với những dự đoán trước đó, Nga hiện có thể sản xuất vài triệu quả đạn phá mỗi năm và tuyển mộ hàng trăm nghìn binh sĩ. Rất nhiều người cho rằng họ không thể vượt xa được cột mốc đó, nhưng sự thật là chúng tôi thấy điều ngược lại. Ông Harem nói với Bloomberg, ông nói thêm, họ thậm chí có thể sản xuất nhiều hơn, gấp nhiều lần đạn dược. Vào tháng 9 năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập đến tình trạng sản xuất quốc phòng của Nga trong cuộc họp báo Ủy ban Công nghiệp Quân sự ở Izhevsk. Ông Putin tuyên bố Nga đã tăng đáng kể sản xuất xe tăng chiến đấu và xe bọc thép, ghi nhận sản lượng tăng gấp đôi từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022. Ông nhấn mạnh rằng việc sản xuất một hệ thống vũ khí có nhu cầu cao đã tăng gấp 3 lần trong khoảng thời gian nói trên. Theo đánh giá của các chuyên gia phương Tây, hoạt động sản xuất vũ khí của Nga đã tăng đáng kể vượt mức trước năm 2022, bất chấp họ phải chịu đựng hàng nghìn lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt. Vào tháng 12 năm 2023, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tiết lộ nước này đã tăng cường sản xuất vũ khí gấp nhiều lần trong năm 2023, sẵn sàng cho cuộc chiến ở Ukraine. Vũ khí khiến chiến sự Ukraine bế tắc Sự phổ biến của các loại UAV sát thủ trên tiền tuyến khiến chiến sự Ukraine đình trệ. Khi binh sĩ hai bên lâm vào tình thế, dễ thủ, khó công. Quân đội Nga gần đây huy động hàng chục nghìn binh sĩ để tấn công Kupiansk, thành phố chiến lược về giao thông, kết nối mạng lưới đường sắt và đường bộ ở phía đông bắc Ukraine. Nga từng chiếm được thành phố này vào đầu chiến sự, xong phải rút khỏi Kupyansk trong chiến dịch phản công chớp nhoáng của Ukraine vào tháng 9 năm 2022. Giao tranh tại đây đang diễn ra ác liệt, khi lực lượng Nga cứ vài ngày lại mở một đợt đột kích nhằm xuyên thủng phòng tuyến của đối phương. Tình hình tại đây rất tồi tệ. Gleb Mochanov, thành viên đơn vị điều khiển máy bay không người lái UAV của Ukraine tại mặt trận Kubiansk, tỉnh Kharkov cho biết. Quân đội Nga đã đạt được một số thắng lợi chiến thuật, đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi một số ngôi làng và cánh rừng. Xong, chưa thể chiếm được Kubiansk. Một trang hốc chia sẻ video anh quay ngày 4 tháng 1 cho thấy khoảng 10 xe tăng thiết giáp Nga phát nổ do bị UAV Ukraine tập kích gần làng Sinkovka, cách thành phố Kubiansk khoảng 6 km về phía đông bắc. Theo Mochanov, lực lượng Nga khó đạt được đột phá lớn tại Kupiansk và các mặt trận khác trước mối đe dọa từ UAV, loại khí tài có giá rẻ, song có thể gây ra sát thương cao. Ukraine trước đó đã từ bỏ chiến dịch phản công để chuyển sang chiến lược phòng ngự chủ động, nên chiến sự tại Ukraine thời gian tới sẽ nhiều khả năng tiếp tục duy trì ở trạng thái đóng băng như hiện nay. Không biết nào biết phải làm gì để có thể tiến công. Tất cả mọi thứ khi tấn công đều bị phá hủy bởi UAV hoặc đạn pháo, Mochanov cho hay. UAV, đặc biệt là dòng góc nhìn thứ nhất, hiện là một trong những vũ khí chủ đạo tại chiến trường Ukraine. UAV FPV được điều khiển từ xa bằng tay cầm và bộ thiết bị đeo trên đầu, giúp người sử dụng có góc nhìn chân thực giống như đang ngồi trong buồng lái. Phạm vi hoạt động của chúng là khoảng 15 km, tùy thuộc vào tài trọng. Ưu điểm lớn nhất của dòng khí tài này là số lượng do chúng có giá thành rẻ, dễ sản xuất, có thể lắp ráp ngay trên chiến trường. Mochanov cho biết đội của Anh có thể dễ dàng mua UAV FPV từ các nền tảng bán hàng trực tuyến với giá chỉ khoảng 400 đô la mỗi chiếc tuy có giá thành thấp uav fpv có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như theo dõi hoạt động di chuyển của đối phương chỉ thị mục tiêu cho pháo binh hay sử dụng làm vũ khí tự sát để tập kích bộ binh và các khí tài hạng nặng có giá đắt gấp hàng nghìn lần nó có thể được dùng để thả đầu nổ song phương pháp này ít được ứng dụng hơn sự xuất hiện của uav đã khiến học thuyết chiến tranh truyền thống của nato trở nên lỗi thời moshanov nhận định theo chiến thuật nato các cuộc tấn công được tiến hành theo hình thức tác chiến binh chủng hiệp đồng phát huy sức cơ động và hòa lực của xe tăng thiết giáp hiện đại để chọc thủng phòng tuyến của đối phương, từ đó phát triển mũi tiến công sâu hơn. Chiến thuật này từng được quân đội Ukraine áp dụng trong giai đoạn đầu của chiến dịch phản công, song đã thất bại do vấp phải phòng tuyến kiên cố được gài miền dây đặc của Nga, buộc Kiev phải chuyển sang cách đánh truyền thống, tổ chức các trận đánh nhỏ để hạn chế thương vong. Sự nổi lên của UAV FPV loại vũ khí được coi là khắc tinh của xe tăng khi có thể hạ gục chúng chỉ bằng một đòn tấn công tự sát vào những vị trí hiểm yếu nhất, càng khiến vai trò của các phương tiện chiến đấu hạng nặng tại Ukraine bị lù mờ. Việc các phương tiện đóng vai trò xung kích yểm trợ cho bộ binh trở nên mong manh hơn trước sức hủy diệt của UAV khiến cả hai đang phải đối mặt với tình thế dễ thủ khó công, theo Mochanov. Đây là cuộc chiến giữa giáp và đạn. Đạn hiện là bên thắng thế, anh cho hay. Mochanov nhận định Nga sẽ không thể xuyên thủng được phòng tuyến ở Kupyansk cho tới khi tìm được giải pháp để đối phó với UAV FPV. Chúng ta đang ở trong tình trạng bế tắc về mặt công nghệ. Anh nói, tôi không nghĩ họ sẽ chiếm được Kupyansk, không biết nào có thể chiến thắng trừ khi tìm được chiến thuật mới hoặc đạt được tiến bộ về mặt công nghệ. Một phương án mà Nga và Ukraine đang hướng tới để chống UAV FPV là tăng cường trang bị hệ thống tác chiến điện tử cầm tay cho phương tiện chiến đấu, Bộ Quốc phòng Nga ngày 14 tháng 1 thông báo bắt đầu gắn thiết bị gây nhiễu Shania trên xe tăng tại chiến trường Ukraine. Thiết bị này có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 1,5 km, đánh chặn trong phạm vi 1 km, có thể gắn lên giáp lầm trên nóc xe tăng, cung cấp khả năng bảo vệ từ mọi hướng. Bộ trưởng chuyển đổi số Ukraine Mikhailo Fedorov ngày 23 tháng 1 công bố mẫu hệ thống tác chiến điện tử cỡ nhỏ tên AD Counter FPV có phạm vi hoạt động 250m và mất 0,5 giây để khởi động. Nó được trang bị giá đỡ 3 chân nên có thể gắn lên phương tiện chiến đấu như xe tăng, thiết giáp. Nhà sản xuất cũng để chế tạo một phiên bản có thể nhét gọn trong ba lô, giúp tăng tính cơ động khi triển khai. Thời tiết lạnh giá trong mùa đông cũng có thể hạn chế bớt năng lực hoạt động của UAV FPV do nhiệt độ thấp khiến chúng nhanh hết pin. Ukraine được cho là bên chịu tác động lớn hơn bởi hiện tượng này. Do Kiev phụ thuộc nhiều vào dòng UAV giá rẻ chạy bằng pin hơn là đối phương. NATO từng đánh giá thấp tiềm lực quân sự của Nga. Chia sẻ với hãng tin Bloomberg, ông Martin Hellm, Tổng tư lệnh quân đội Estonia cho hay, thông tin tình báo mới về năng lực của Nga đã khiến NATO phải đánh giá lại và đưa ra loạt cảnh báo để chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài. Theo tướng Hellm, trái với những dự đoán trước đây, Nga hiện có thể sản xuất vài triệu quả đạn phá mỗi năm và tuyển hàng trăm nghìn binh sĩ. Rất nhiều người nghĩ rằng họ không thể vượt xa được điều đó, nhưng ngày nay, sự thật cho chúng ta thấy điều ngược lại. Nga thậm chí có thể sản xuất nhiều hơn và gấp nhiều lần đạn dược, ông Harold nói. Theo tờ Financial Times vào tháng 7 năm 2023, đô đốc Tony Radakin, cựu chỉ huy các lực lượng vũ trang Anh cho hay, Nga có thể sản xuất 1 triệu quả đạn phá mỗi năm. Vào tháng 12 năm 2023, Bộ Quốc phòng Anh ước tính Nga có thể cần tới 10 năm để bổ sung vũ khí, nhưng các chỉ huy quân sự, nhà phân tích và quan chức NATO lại cho rằng năng lực sản xuất vũ khí của Nga đang ngày càng tăng. Thậm chí, ông Christopher Cavoli chỉ huy Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ từng nói, dù chịu tổn thất đáng kể ở Ukraine, nhưng các lực lượng mặt đất của Nga vẫn có đông quân hơn so với thời điểm Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Hiện tại, các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua đề xuất viện trợ thêm cho Ukraine. Liên minh châu Âu-EU cũng khó đạt được mục tiêu gửi một triệu quả đạn cho Ukraine vào tháng 3. Do đó, Ukraine hiện có ít nguồn cung đạn dược cho tiền tuyến và buộc phải giảm các hoạt động chiến đấu. Hôm 23 tháng 1, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh xung đột ở Ukraine đã trở thành cuộc chiến về đạn dược. Ông cũng kêu gọi phương Tây cần có thêm nỗ lực để tái bổ sung cho kho vũ khí của Ukraine. Hồi tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận việc thiếu sự hỗ trợ của phương Tây sẽ dẫn đến sự thiếu hụt rất lớn về tên lửa phòng không và pháo binh, từ đó dẫn tới thương vong lớn hơn. Ukraine sẽ gặp khó khăn, Ukraine sẽ suy yếu hơn và đây là cơ hội để Nga tấn công, ngay khi Nga giành chiến thắng, đó sẽ là cuộc chiến giữa Nga và NATO, ông Zelensky cảnh báo. Bản tin của chúng tôi tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!